Chị. Con dẫn gấu nai ra đằng trước đúng không? Rồi con mở đèn ở đằng trước đúng không? Cậu không có tình thương cho ba nhắc chơi chứ à? Đây. Rồi tắt sao đây? Đâu, tắt đèn nào? Tắt đèn nào? À đúng rồi. Quên quá. Tắt đại đó. Nhớ nha, tắt đèn công tắc đó đó. Đi vô rồi tắt cái đèn đó. Hay quá ha. Gấu hay quá ha gấu ha. Gấu làm gì đó. Mình ăn gì? Giờ mình ăn gì? Sao không vợ chở vợ con lên ở đây? Trời ơi rảnh quá ha. Kỳ vậy. Chứ không học. Cái này đất kêu nó lên học khẩu ra nó mới về. Không ta về đây mới tính hả? Mới tính rồi à. Bây giờ không đem lên. Tính rồi. Mang đi. Mai sửa.